Thưa quý vị và các bạn, đông trùng hạ thảo từ xưa đã được coi là một loại cao dược liệu quý hiếm, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và phòng chống rất nhiều bệnh lý nghiêm trọng ở con người. Chính vì thế mà trên thị trường xuất hiện rất nhiều các sản phẩm đông trùng hạ thảo. Điều này khiến người tiêu dùng khó khăn trong việc tìm mua. Vậy làm thế nào để chúng ta lựa chọn được những sản phẩm thực sự chất lượng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng đông trùng hạ thảo để bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh lý ngày càng tăng do ảnh hưởng của tuổi tác, ô nhiễm không khí, sinh hoạt. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm gần đây đã chỉ ra rằng thành phần có hoạt tính sinh học được chiết xuất trong đông trùng hạ thảo có nhiều tác dụng dược lý khác nhau, bao gồm bảo vệ thận, bảo vệ gan, chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư. Đông trùng hạ thảo là một trong những loại dược liệu mà dùng người ta để sản xuất để bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Bởi vì là trong đông trùng hạ thảo thì chứa rất là nhiều protein, có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống suy nhược cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Theo như tôi được biết thì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Thịnh ấy, thì thứ nhất là nó có hai cái sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm sấy thăng hoa, tức là sản phẩm khô, là cái nguyên liệu 100% là đông trùng hạ thảo. Thì cũng đóng gói bao bì rất là bắt mắt và rất là đẹp. Và thứ hai là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Và đặc biệt thì theo tôi thì là đây là một trong những cái sản phẩm mà do một công ty vừa là nơi trồng nuôi cấy và cũng là đồng thời là một công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm luôn. Cái chất lượng nó sẽ đảm bảo hơn. Và thứ hai là cái phương pháp sấy thăng hoa là một những phương pháp khá hiện đại hiện nay. Nó giữ được nguyên những cái vi chất dinh dưỡng, những cái dưỡng chất mà có ở trong đông trùng hạ thảo. Ngoài ra thì cái sản phẩm của Hương Thịnh này còn có một cái sản phẩm là mật ong ngâm đông trùng hạ thảo, thì trong thành phần là 80% là mật ong và có 20% là đông trùng hạ thảo. Thì đây cũng là một sản phẩm rất tốt. Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đang áp dụng và phát triển mô hình nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên, việc nuôi trồng đông trùng hạ thảo đạt chất lượng cao không phải chuyện dễ dàng, bởi đặc tính sinh học của chúng không chỉ cần môi trường phát triển lạnh giá quanh năm mà còn đòi hỏi nguồn dinh dưỡng, vật ký sinh phù hợp để phát triển thành công đông trùng hạ thảo. Khi mà tiếp xúc được với đối tác Nhật chuyển giao cái trồng đông trùng hạ thảo công nghệ Nhật, tôi đã quyết định đưa công ty đông trùng hạ thảo Hương Thịnh về với người Việt Nam, để người Việt Nam có thể tiếp cận được với sản phẩm có chất lượng cao, giá thành lại hợp lý, để đưa sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tốt hơn. Sau nhiều năm hợp tác và nghiên cứu với các đối tác tại Nhật Bản, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hưng Thịnh đã đưa công nghệ sản xuất đông trùng hạ thảo về Việt Nam nhờ công nghệ nuôi cấy mô phỏng trên sâu, nhộng tằm, cho ra sản phẩm gần giống đông trùng hạ thảo tự nhiên với xác suất 80-90%, cho hàm lượng dược chất cao gấp nhiều lần so với nuôi cấy trên cơ chất như gạo lứt, khoai tây, nước dừa hấp chín, khiến đơn vị này đã đa dạng hóa được các sản phẩm để đưa đến người tiêu dùng. Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, mật ong đông trùng hạ thảo. Sau khi dùng cái bộ đông trùng hạ thảo mà thời gian khoảng mấy tháng á, cảm thấy sức khỏe mình nó được nâng lên á. Rồi ông xã tôi thì trước đây bị cao mỡ máu đó, rồi cái mấy tháng nay đi tái khám lại á là cái chỉ số mỡ máu là nó trở lại bình thường. Hiện nay sử dụng đông trùng hạ thảo được coi như là một trong những giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Để đảm bảo lựa chọn được sản phẩm đạt chuẩn, người tiêu dùng cần tìm đến các địa chỉ, thương hiệu uy tín, chính hãng. Với các sản phẩm là thực phẩm chức năng có ghi thành phần đông trùng hạ thảo, nên yêu cầu các doanh nghiệp, nơi bán, xuất trình giấy tờ chứng nhận và công bố kiểm định rõ ràng.